hỗ trợ 10.000, thậm chí là 30.000 đồng cho mỗi đơn hàng là cách mà các hãng khuyến khích tài xế công nghệ đổ ra đường, giao đồ ăn dịp Tết. Từ 28 Tết đến nay, ngày nào tài xế công nghệ này cũng mua đồ ăn, giao đồ uống cho khách hàng. Bất chấp việc làm ngày Tết cũng không ít bất tiền. Có nhiều người người ta đặt đó là có chỗ nghỉ, có chỗ bán thì mình chạy lại chỗ đó, nếu mà đóng cửa thì mình báo lại cho khách. Em thấy như đặt trà sữa không anh? Chiều chiều thì ta đặt nem nem, rồi đặt mấy cái lặt nhặt mấy cái món bánh. Công ty khởi nghiệp này có sản phẩm như kiểu Uber Grab của thị trường hàng xách tay, dùng công nghệ kết nối người mua và người mua hộ ở nước ngoài. Mà người nước ngoài lại không nghỉ Tết, nên startup cũng phải hoạt động xuyên Tết để đảm bảo các yêu cầu của khách được giải quyết nhanh chóng. Có rất nhiều các bạn quốc tế khi mà họ du lịch qua Việt Nam, họ thấy các cái yêu cầu của các bạn Việt Nam thì họ lại đồng ý họ mua hộ một cái sản phẩm gì đấy qua đây. Với một số công ty khởi nghiệp như ứng dụng bán vé địa điểm du lịch nước ngoài này, thì việc làm xuyên Tết thậm chí còn là đương nhiên. Mình không thể cạnh tranh được với cả những cái đối thủ khác như ở bên nước ngoài. Người ta vẫn đang làm việc, nếu mà mình mà nghỉ Tết lâu quá thì mình sẽ không thể đuổi kịp được khách ở bên mình, sẽ chạy hết sang bên khác. Hiện Việt Nam có khoảng 15.000 ứng dụng công nghệ tiện ích. Công nghệ đang làm mờ khoảng cách của nhiều việc, kể cả quan điểm Tết là để ăn chơi, nghỉ ngơi. Những quán ăn đóng cửa vào dịp Tết thì giờ đã không còn là vấn đề với người tiêu dùng dưới thời đại công nghệ này. Năm qua chứng kiến sự cạnh tranh sôi động chưa từng có của các ứng dụng đặt món giao đồ ăn trực tuyến. Và trong một dịp mà hầu như người tiêu dùng nào cũng dễ dàng mở hầu bao hơn như là dịp Tết, thì tất nhiên các hãng công nghệ sẽ không dễ để bỏ qua. Với những người làm khởi nghiệp công nghệ thì điều quan trọng là cần có tư duy toàn cầu, sẵn sàng hội nhập, làm việc theo thời gian biểu của quốc tế để đổi lấy thành công đường dài.